Quý vị đang cùng với chúng tôi qua mỗi tuần một vấn đề và trở lại một trong những cái sự kiện quan trọng của người Việt chúng ta tại Quận Cam. Chắc là quý vị biết rằng tất cả những cái đoàn thể, tất cả những cái cá nhân ở đây họ luôn luôn gắn bó và cùng với một cái cộng đồng người Việt ở đây để làm sao tạo nên một cái tình thân ái với nhau. Trong những cái dự kiện đó thì chúng tôi hôm nay lại có điều kiện để gặp bác sĩ Michael Đào. Chắc hôm nay thì phải nhờ bác sĩ chia sẻ thật rõ ràng cho chúng tôi biết một chút xíu. Bác sĩ có một cái quỹ nào mà lên tới 1 triệu đồng luôn phải không bác sĩ? Vâng, trân trọng kính thưa quý vị. Thì khoảng chừng 3 năm trước, tụi này mới nghĩ lại. Tại vì năm nào cũng có donate cho những hội thiện nguyện rồi cho nhiều thứ lắm. Thì 3 năm trước mới nghĩ là ok. Như vậy thì mình không tổ chức một cái, mình thành lập một cái hội thiện nguyện riêng của mình. Là gọi là Time to Give Back. Đây là thời gian để mà mình trao trả trở lại những gì mà mình đã mang ơn được của nước Mỹ này hoặc là của cái thế xin hỏi tất bác sĩ cái Time to Pay Back đó là một cái Give Back đó là một cái tổ chức non-profit. Nó là 501c3 á. Là có license, có bằng là non-profit. Thì chỉ năm vừa qua, năm 2018 thôi, tụi này donate hơn 650.000 đồng. 650.000 đồng chỉ 2018 thôi, chưa kể những năm trước nữa. Nó mà cộng lại vòng 3 năm vừa qua thì hơn 1 triệu đồng. Bác sĩ cho ai như vậy bác sĩ? Well, thì mình cho mọi người hết. Tức là tụi này có cái tâm quyết là mình cho trả lại cho cộng đồng ở Hoa Kỳ. Đại đa số sẽ ở đây. 85% đến 90% của cái quỹ mà tụi này donate đó là giữ tại Hoa Kỳ, chứ không mang ra Việt Nam, không mang ra những nước khác. Do đó những cái hội đoàn mà nói là ok muốn về Việt Nam làm thiện nguyện, chuyện này thường thường donate rất là ít, chứ không có donate nhiều. Thì chẳng hạn như là ở Paradise, tức là cái người, cái quỹ mà không quan trọng nhớ là cái vụ cháy á, tức là những người nạn nhân cái vụ cháy ở trên phía Bắc Cali Paradise. Đúng rồi, trẻ em á, thì Christmas rồi tụi này tặng 29.000 đồng để cho trẻ em quà. Rồi tụi này tặng hơn 1.200 cái món quà Christmas vừa rồi cho những cái homeless, gia đình homeless, những chị em homeless. Rồi tụi này có thể như mùa hè vừa rồi, tức là mùa thu vừa rồi, tháng 9 vừa rồi, tụi này tặng 5.000 cái backpack, cái ba lô. Trong ba lô đó có đầy những cái supplies của học, như là viết chì, bút, tập, vở, đủ thứ hết. Trong đó mà cái high quality backpack, 5.000 cái để cho homeless student ở Quận Cam này á. Anh Trọng, không biết quý vị cái tưởng tượng là có khoảng chừng gần 30.000 người học sinh gọi là có register đàng hoàng là homeless student, tức là có trong cái danh sách homeless của trường học đàng hoàng cả Orange County. Thì tôi đề tặng 5.000 cái backpack đó, rồi nhiều, rất nhiều cái khác nữa, chẳng hạn như là hội Teresa, hội thiện nguyện Teresa Charity của chú Vũ Thành An. Tôi đề tặng hơn 10.000 đồng, 10.230 đồng. Rồi trường anh như là nhà thờ SSJ, nhà thờ mà St. Simon and Jude, tụi này cũng tặng, chùa, tụi này cũng có tặng trở lại. Thì thế thương phế binh bác sĩ có tặng không? Hình như có hết á. Vâng. Hội cứu trợ thương phế binh, yeah. Hội ái hữu, rồi hội xa lăng tình thương, nhiều lắm, một cái danh sách là cả hai trang. Thì nói chung là tụi này nghĩ là tụi này quá may mắn rồi, đã được quá được nhiều hồng ân quá rồi. Bây giờ mình phải trả lại. Time for payback. Right. Mình phải làm để mình trả lại cho cộng đồng, nhất là Hoa Kỳ này, đã nuôi dưỡng của mình. Thì, you know, anh Trọng thấy cái xe em đi đó, thấy không? Thấy, you know, không có cần gì phải phô trương hết, không cần phô trương. Đấy. Nhưng mà thưa như vậy thì Dược sĩ Phương Linh đóng cái vai trò gì bên cạnh chồng của mình, là một người cũng làm việc cần cù vất vả nhưng mà cũng đóng góp lại, payback lại cộng đồng. Thế thì dược sĩ đóng cái vai trò gì trong cái công việc đó? Dạ, thưa anh Trọng và thưa quý vị khán giả, thì em cũng giúp cho Michael ở trong cái foundation của tụi em để gây quỹ. Thì coi như bây giờ đó là tụi em coi như là main supporter để gây quỹ cho cái foundation của em, tụi em. Nhưng mà trong tương lai thì tụi em cũng làm những cái bữa tiệc để mà có những gây quỹ từ mọi người, mong là mọi người sẽ hưởng ứng cái foundation của tụi em. Wow, wow. Thưa bác sĩ,
có thể nói nhìn lại đoạn đường qua, bác sĩ đã gặp rất nhiều khó khăn từ khi tức là rời khỏi Việt Nam trên một cái chiếc thuyền nhỏ hoặc là một cái chiếc thuyền lớn để không biết tương lai mình như thế nào. Nhìn lại cái quãng đường đó ra đi, bác sĩ muốn nói gì với tất cả những người chưa biết, những người Việt của chúng ta sống tại hải ngoại? Bác sĩ nhìn thẳng máy vô tuyến trên hình hôm nay, bác sĩ muốn nói điều gì? Well, thì kính thưa quý vị, mình đến đây hồi thời mà gọi là dân tị nạn á, là mọi người đều bắt đầu con số không hết, tại vì nhớ là thời đó là mình phải bỏ, có một số năm 75 thì có thể mang được chút xíu của cải, nhưng mà thời mà vượt biên á, gọi là boat people, là tất cả đều là bỏ của chạy lấy người cả, không mang được cái gì hết, đa số là đến đây một con số không. Mình bắt đầu cực khổ, mình phải cố gắng. Cái đất nước này cho mình một cái cơ hội rất là lớn, mình phải nắm cái cơ hội đó mà mình vươn lên, chứ đừng nghĩ là ok, mình đến nước Mỹ rồi mình thoải mái không gì hết, ăn có được đủ ăn, có được đủ mặc, có được chiếc xe là xong, mình không cứ cố gắng nữa. Vì khi mình cố gắng, quý vị biết, không phải cho bản thân của mình mà cho những thế hệ sau này nữa, thế hệ con của mình và cháu của mình nữa. Và hy vọng là mình tiếp tục mình truyền lại cho con cháu mình những cái sự khó khăn mà mình có hồi lúc mình mới tới đây, để con cháu mình nó tiếp tục nó cố gắng, nó vươn lên trong mọi cái lĩnh vực về trong đất nước Hoa Kỳ. Thưa dược sĩ là một trong những thành phần hiện nay gọi là thế hệ thứ hai của cộng đồng người Việt chúng ta. Dược sĩ cũng là một trong những người phụ nữ, và bây giờ thì chắc dược sĩ thấy có cái phong trào Me Too lớn lắm. Người phụ nữ bây giờ có một cái chức năng rất lớn trong xã hội. Nhưng tôi hy vọng dược sĩ hôm nay, qua cái kinh nghiệm cá nhân của dược sĩ cũng giống như với gia đình dược sĩ có lời nào với giới trẻ, tất cả những người muốn cùng nhau đầu tư vào cái kiến thức trí tuệ của mình cho tương lai của người Việt và cho tương lai của cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ này không, thưa dược sĩ? Dạ, thưa anh Trọng và thưa quý vị khán giả, thì Phương Linh cũng muốn qua cái Our Time to Get Back Foundation, we want to inspire the next generation. Hopefully they will continue to our footstep để mà tiếp tục cái công việc ở Hoa Kỳ này, để mang lại cái sự tôn vinh cho người Việt Nam ở hải ngoại này. Yeah. Nhưng thưa quý vị, dược sĩ Phương Linh có ý nói rằng qua cái gọi là cái cơ quan từ thiện, cái quỹ thiện nguyện của dược sĩ hy vọng với những người trẻ cùng tham dự để thời gian trả lại, và cũng là một trong những cái sự kiện để cho người bản xứ thấy rằng mình vinh dự là những người Mỹ gốc Việt đến định cư tại Hoa Kỳ. Quý vị đã cùng với chúng tôi qua mỗi tuần một vấn đề, và chúng tôi sẽ lại với quý vị trong giờ lành.